Hi, we are now in Anacortes. It's an island off Mount Vernon, Washington. And here they have the ferries. They are going to different places around Washington. They go to San Juan, the island San Juan. They also go to Victoria, BC, go Canada, and they also go to some other places, other islands, many islands here. So ở đây nhiều tiệm nữa. And down there is like a yacht club down there. Bên này cũng có mấy người làm ở border đó chú anh. Tại vì mấy người bên Cuba chạy bên Victoria Island chạy qua đây nè chú anh. Nó xét bên này luôn mà. Bên xe tàu thì là âm mưu ha, đâu có biết được. Bởi vậy chỗ này là ngon lắm mà, giống như đi qua bên với Cali rồi, thấy không? Có xe đi. So the weather is like just like you go to California, you know, sunny shine like that. Wow, đẹp quá. And here they have all the shops everywhere. Cái này mùa hè rất vui, đẹp lắm mà. Chỗ này là cái này giống là biên giới rồi, nhưng mà biên giới với biển, phải không? Tàu bên Canada nè, phà đi qua đi lại nè, mà ở đây phà nhiều lắm chỗ này. So San Juan Ferries is one and one four. Wow. Toàn là biển không à, bốn góc luôn mà. Downtown Anacortes. So San Juan Pier, phải qua trái á. Cái ferry á. Ông giờ hả? Dạ dạ. Dòng như là cũng đẹp á, cho cái này giống như đau thao xe tàu vậy mà ha, ngon quá rồi. Cái này có đầy đủ quá ha, cái gì cũng có, đâu phải là tưởng cái này vắng lắm mà. À, nếu mà bảo em đi ở nhà của anh chỗ đó chắc là buồn lắm mà, chạy ra đây được á, chạy ra đây tối về. Có ngoài kia có trên đó cũng có biển gần lắm được. Ừ. Nhưng mà ở đây vui hơn, ở đây đủ chợ. Ở đây thì vui lắm. Downtown, so this is downtown Anacortes. Tiêu vậy mà. Ở đây đẹp hơn tại có trời nắng rồi phải không? Dưới kia âm u quá. Không, đa sao đây nhìn mới hơn mình.
chỗ này chỗ quốc tế mà phải không, nó phải sang trọng hơn. Bên kia là chỉ cái chỗ để mà ở thôi, còn này là chỗ du lịch mà. Ủa, is your phone là Android hả luôn? Phone của Vũ hả? Ừ. Của Vũ là Samsung á, Samsung là Android. Android phải không? Ờ. Tại vì nó để cái này là Android hả? Cho iPhone với Android luôn. Ồ, vậy đúng rồi, Android là thật của Samsung á. Tại Samsung nó dùng của Google. Có bến tàu luôn. Rồi hôm ngày bị mất hết mấy cái điện thoại à? Không, cái cây. Ở cái cây thôi. Mất hết có nhiều lắm ạ. À. Đi qua mất hết trong vòng một tuần lễ là mất hết 2-3 cây. Mất cây thôi. Cây thôi. Điện thoại phải không? Điện thoại thì nó có mất đâu. Tại cái cây mình ngồi xuống cà phê hay là ăn ngồi đi bỏ mà luôn. Cây sao mà tại cái cây thường thường mình ngồi nói chuyện hồi quên bỏ đi giống như là dễ quên. Phải nói phải double check trước khi đi nhớ. Không, nếu mà đem tại thường thường cái cây rẻ tiền mình mua gì có 10 đô, 20 đô khi mình không để ý phải không? Mất tiền á thì mất các tiền quên. Mình không dám quên đâu phải không? Còn mấy cái đồ đen. Mất tiền là không quên, rẻ tiền hay quên. It's like a shipyard here. Get all the big ships. Wow, tàu bự quá ha. Này mình có sửa nè. Hay ha, làm cái này mình bờ cái sao nó kéo đỏ xuống ha. Ship vô. Ở bên đại hàng đó anh, nó làm ở thanh cờ mà nó làm gì á. Nó là chuyên môn á, còn ở bên Norway á, nó chuyên môn là làm mấy khu ship. Khu ship mà chở mà giống như có chục mấy gì khoảng nhiêu. 5-6 ngàn hả, 3-4 ngàn hả? 7-8 ngàn không? Cái khu ship bự á. Bởi vì mỗi nước nó có cái đặc biệt của nó ha. Mỹ làm Boeing, Airplane, còn aircraft kia của Hải quân á, có chiếc nó bự nó chở khoảng 100 chiếc máy bay được. Anh có qua bên Virginia nhà không? Nó làm gì nó làm hay ha. Virginia nhà nó phật, nó làm aircraft kia bển. Bởi vì mỗi nước nó có cái hay của nó. Em có muốn vô đây chơi không hay là đi về lái bên kia? Đi dọc xuống đó thử rồi. Đi rồi, gì? Đi hết vòng rồi đó. Rồi vậy đó hả? Rồi vòng này là anh to kìa. Nó bên kia, mình bên kia. Nãy thấy nè, ferry nằm bên này nè cháu anh. Mình nằm bên góc bên này là cái chợ thôi. Ferry nó nằm bên góc bên kia. Chạy xuống đây thử thấy tàu với biển. Bên này là cái bến tàu của cái yacht thôi. Còn tại ferry nó nằm phải nằm ngoài biển chút nó mới chạy thôi, nó cản đường đây mà đi ferry đâu có được. Cái này là harbor thôi, cái này là mấy cái small harbor thôi. Like yacht, yacht club, yacht club. So this is the yacht club right here. So in the court is yacht club. A lot of ships here. Boats, yachts. Đẹp quá ha. Một chiếc tàu đó chứ biết bằng cái nhà của chú anh á, cái price của chú anh. Mắc lắm mà, tàu mắc ha. Ồ, có nhiều chiếc mấy trăm ngàn, có mấy triệu. Ồ, mấy chiếc này là nhỏ nhỏ như đó, bằng cái nhà là còn chiếc bự bự chắc là mấy triệu luôn á. Mấy chiếc bự bự là mấy triệu. Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Mấy chiếc bự này chắc là mấy triệu á, chiếc bự á. Còn chiếc nhỏ nhỏ này cũng khoảng 500 ngàn ít nhất đó. Bằng cái nhà của chú anh. So this is an aquatic yacht club. A lot of people they live on a boat. So, cho nó cái chiếc tàu á, thay vì ở trên nhà tốn tiền, ở trên tàu cũng có đầy đủ hết không? Tắm là lên đây có tắm nè, có chỗ tắm hết. Xài đâu, tại vì anh mà để dưới nước á, nó mau hư lắm nha. Nó ăn như chiếc tàu á, biển á. Tại vì mắc lắm à, nội cái maintenance của nó tốn dữ lắm à. So this is Anacortes and Yacht Club and downtown của nó, city. Đó,
cần tàu gì không nữa. Tè tàu của anh kìa, con chiếc kìa, giống của anh đó, cái chiếc mà thổi lên đó. Một tôm lòng cua kia. Sao bán này luôn? Chắc chỗ này là nó chỉ parking thôi. Thí dụ cho anh cái storage đó chú anh. Mua là cho anh hãy vô ngang phi quê á, cho anh thấy nhiều không? Ngay cái đường mà hi-fi á, nó bán nhiều lắm. Nhất là Everest, cái chỗ Everest nó bán nhiều lắm. Rồi, lại đi lại cái decision path. Okay.